Cũng trong sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại quận Liên Chiểu. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công ông Vũ Quang Hùng thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu để giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu. Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu. Phát biểu tại lễ công bố các quyết định, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá rất cao những nỗ lực cũng như năng lực của ông Vũ Quang Hùng và ông Trần Phước Sơn trong thời gian qua và tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm, hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tâm huyết của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.